Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Trường Giang và Nhã Phương nhảy tưng bừng giữa bão Kendall. Cặp đôi nhảy múa phụ họa cho Chiến Thành và Núi Phước Thịnh tại một sự kiện. Thời gian này, Trường Giang liên tiếp gặp nhiều ồn ào vì Kendall tình cảm, nhưng anh vẫn giữ thái độ im lặng và tập trung cho công việc. Trên Facebook cá nhân, Trường Giang thường chia sẻ tới người hâm mộ những dự án mới mà anh sẽ tham gia trên sân khấu. Nghệ sĩ 33 hết mình cho nghệ thuật. Mới đây, Trường Giang xuất hiện trong một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh bạn gái là nữ diễn viên Nhã Phương. Trên sân khấu, Trường Giang cùng Nhã Phương và Chiến Thành và Núi Phước Thịnh quẩy nhiệt tình đầy hài hước. Trong khi Chiến Thành và Núi Phước Thịnh say sưa hát, thì riêng Trường Giang và Nhã Phương lại hăng hái nhảy hết mình, khiến khán giả thích thú. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những tin tức tiếp theo của chúng tôi.